theo thì sẽ là cái thao tác nhân đôi layer. Thì trong nhân đôi layer thì sẽ có ít nhất là ba cách để nhân đôi cái layer này ra. Cách đầu tiên đó là dùng menu menu thì bạn vào layer thành công cụ này. Layer mình chọn cái layer mình muốn nhân đôi lên thì vào menu layer duplicate layer. Đấy, thì hiện ra cái bảng là mình muốn đặt tên cho cái layer này là tên là gì. Đây là demo, mình sẽ đặt tên là demo 2. Thì thường nó sẽ đổi là cái tên gốc và thêm chữ copy, và đây là cái phần mà mình sẽ chọn để lưu lại. Mình không ấn gì thì nó sẽ tự động nhân ra một cái layer mới ở cái phần layer này. Đây là cách đầu tiên để tạo ra một layer mới để nhân đôi với layer. Cách thứ hai là Ctrl+C. Ctrl+V khi này là khá đơn giản, là anh biết rất đơn giản, chỉ là copy và paste thôi. Một cách nữa là ấn Ctrl+G để tự động nhân ra luôn, và nó sẽ không hiện cái bảng để cho các bạn đổi tên. Theo đó các bạn phải đổi tên tạo cho mình. Phần uplink thì là chúng ta có thể thay đổi các cái gì